Hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại đại chúng trong đạo tràng tu tập chùa Nam Dư Thượng này một chủ đề để giúp cho tất cả chúng ta bình tâm giữa phong ba của cuộc đời, để chúng ta có thể hiểu thấu rõ nguyên nhân đem đến những phiền muộn. Khi chúng ta hiểu được nguyên nhân ác, chúng ta sẽ có cách để hóa giải. Và hóa giải bằng cách nào? Thầy sẽ trình bày cùng với quý vị qua chủ đề con đường chuyển nghiệp. Nghiệp là gì? Trước hết chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Đó là những việc làm, những suy nghĩ và những hành động nó có sự tham gia của cái tôi. Thì tất cả những hệ quả của việc làm, hành động và suy nghĩ đó nó gắn liền với chúng ta. Cho dù thời gian có thay đổi nhưng nghiệp đó không thay đổi. Khi chúng ta bắt đầu khởi lên ý nghĩ hay là việc làm hay là nói có sự tham gia của suy nghĩ, của tư duy, của ý thức hay là của ngã chấp, thì cái đó gọi là nghiệp nhân. Nhưng mà khi nó đem đến cái hệ quả tác động trực tiếp đến đời sống, tình cảm, tâm lý của chúng ta, cái đó gọi là nghiệp quả. Ví dụ mình không hài lòng một ai đó, chúng ta quát mắt, chúng ta trợn lên, chúng ta có thể quát mắng, thậm chí chúng ta cũng có thể là xô xát. Cái đó gọi là nghiệp nhân. Tại vì nó có sự tham gia của sự nóng giận, thì nền tảng của nóng giận đó là cái tôi. Quát mắt đó là hành vi, xô xát đó là hành vi, nóng giận đó là suy nghĩ trong tâm, bực bội đó là những dòng tư duy mà không có đem tới bình yên cho mình. Rồi chúng ta có những lời nói quát mắng, cái đó là từ nơi khẩu nghiệp. Tất cả những cái hành động này, những biến chuyển này, nó có cái sự dẫn dắt của suy nghĩ, của cái tôi, cái đó gọi là nghiệp nhân. Nhưng mà thấy người ta im lặng, người ta đón nhận cơn thịnh nộ của mình tưởng là mình ngon lắm. Chưa chắc đâu con. 3 ngày sau nó kéo 80 người tới, nó quậy cho mày banh chành hết khỏi làm ăn. Cái đó gọi là nghiệp quả. Tại vì lúc mình ăn hiếp nó con mình à, nó không dám nói, nó chết sao. Nhưng mà trong bụng nó lầm thầm 3 chữ: hãy đợi đấy. Phải không? Cái đó gọi là nghiệp quả. Thí dụ hôm nay các vị xếp lại công việc riêng, theo lẽ phải dẫn con, dẫn cháu hay đi cùng bạn bè tham gia một cái chuyến nghỉ hè ở đâu đó. Nhưng chúng ta không cần thiết, chúng ta xếp lại đến Nam Dư Thượng này, ngồi im lặng, tê chân, nghe ông thầy ở trong miền Nam ra ru lại câu hò. Xuất phát từ những suy nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ dễ chịu hơn khi đến đây. Dễ chịu không phải là có tiền, không phải là được người thương chăm sóc tốt, mà là chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn trước những cái bức xúc về tâm lý, áp lực về việc làm hay là từ nơi cuộc sống. Chúng ta dịu xuống cái cường độ khó chịu đó. Thì hành động quý vị ngồi yên Thế lại giờ này là chúng ta lo làm thịt gà, lo đi làm thế này thế kia, tạo những cái nghiệp nó bất thiện. Thì bây giờ chúng ta ngồi im ở đây, có thể chúng ta không niệm Phật bằng miệng, bằng lời nói, nhưng mà chúng ta dùng cái tâm tĩnh lặng của mình. Và từng bước quý vị đi nó nhẹ nhàng. Không phải là mình bước không nổi, xin lỗi đụng chuyện cháy nhà của mình chạy nhanh lắm, 20 km/giờ. Nhưng tất cả những hành động đó nó xuất phát từ cái suy nghĩ của chúng ta. Nó có sự tham gia của một cái dòng tư duy về phân biệt, rằng chúng ta đến đây để chúng ta tập nhìn lại mình, để làm mới lại bản thân mình. Chắc chắn chúng ta chưa sẽ hào quang ngay đâu, chúng ta chưa thể thành thánh liền đâu, nhưng ít nhất trong thời gian này quý vị đã bớt đi sân si. Chúng ta ít nhất mình không còn là con người của mình ngày hôm qua, đầy phẫn nộ, đầy tị hiềm, đầy hơn thua. Mình hôm nay dễ thương hơn khi mặc chiếc áo lam, màu lam khói, để cho lòng của chúng ta nó nhẹ nhàng như một làn khói bay lên giữa hư không, hòa vào trong không khí, chứ không phải nó nặng trĩu như là những cái viên sỏi mà bám vào trong gấu áo của mình. Chúng ta vào chùa, chúng ta chắp tay nhau, A Di Đà Phật, chào nhau, nó dễ thương phải không? Mình đâu có thể sân si được, chứ không phải giống như ở ngoài, ơi mày làm gì, mày giật chồng tao hả mày? Thì cái hành động quý vị quyết định đi đến đây, quý vị đi nhẹ nhàng, ngồi lặng lẽ, quan sát về những suy nghĩ của mình. Và có nói thì chúng ta cũng nói những lời nói vừa nghe, những lời nói đáng nghe. Tất cả những hành vi đó, những lời nói đó có sự tham gia của ý thức, của sự phân biệt. Cái đó gọi là nghiệp nhân. Và nó đưa đến cái nghiệp quả là quý vị cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, dễ chịu hơn so với lại trước lúc quý vị đến đây. Thì cái nghiệp này có khi nó là nghiệp tốt, có khi là nghiệp xấu. Cho nên mình tu tập, mình không thể nào hô biến từ cái xấu nó thành cái tốt, mà đó là một quá trình thay đổi. Quá trình thay đổi đó gọi là tu tập, tức là chuyển cái nghiệp của mình. Nhưng mà có khi nào mình đến chùa mình tạo nghiệp không? Có không? Có đấy. Ôi giời ơi, bỗng dưng nó ham tiền ra. Có người thầy không hiểu lý do vì sao không bỏ đi những cái tật xấu của mình, mà đến chùa thậm chí còn tạo thêm những nghiệp mới, tự cho mình có những cái quyền được quát mắng người khác. Có không? Ma cũ có ăn hiếp ma mới không? Có hết. Ôi giời ơi, tu như thế làm sao thành Phật, thành Atula mất. Quý vị biết Atula không? Atula theo quan điểm về nhân sinh quan của Phật giáo đó, thì chúng sanh có thể xoay chuyển luân hồi trong 6 con đường. Thì trong đó có Atula đạo, tức là con đường của Atula, tức là cảnh giới này của những chúng sanh rất sân si. Chúng sanh này á, nó chỉ có một cái phước thôi là rất đẹp. Atula đẹp nha, có phước tướng, đẹp lắm, nhưng mà lòng của nó là đầy lửa dữ, không cần phân biệt đúng sai, quát mắng trước tính sau, hung hăng trước, dữ dằn trước tính sau. Mấy đứa con muốn biết chúng sanh này ở cảnh giới nào, cứ dọn đồ qua Trung Đông ở, Israel, Palestine đồ đó, nó ôm bơm, nó quăng cho chết cả đống vậy đó. Đó là chúng sanh của cảnh giới Atula. rất là nóng nảy, hung hãn, dữ dằn, không có biết lẽ phải. Họ vẫn có thiện tâm, nhưng mà cái bản chất của họ là như thế. Mình nhìn thấy đạo tràng có không quý vị? Có chứ. Có một lần thầy có đi đến một cái chùa đã thầy giảng, nhưng mà khi xe vào trong chùa vào không được, xe thầy bị chặn lại với lý do là hết chỗ đậu xe. Thì ở trước mặt thầy đó thì cũng có một chiếc xe. Thì có một anh bảo vệ làm cái công việc điều phối xe. Ảnh không đồng ý cho chiếc xe đó đi vào với lý do hết chỗ. Mà người lái xe thì nhất mực là đòi đi vào chùa với lý do là trên xe có hai người rất già, không thể đi xa được, không thể đi bộ đi xa được một cái đoạn mà băng qua lộ nữa. Tại vì không vào trong chùa là phải đậu ngược lại bên kia đường xe. Anh nhất định không cho, nạt nộ. Thầy ngồi xe phía sau thầy cũng thấy không có ai hết, hết chỗ rồi. Làm việc theo nguyên tắc, già gì cũng già, bệnh gì cũng bệnh. Thầy thấy hai người già mà bị nạt kiểu đó là thầy bước xuống thì chắc thầy lên đường gấp. Thầy cũng bị xóa sổ. Thầy mới lủi thầy kêu xe thôi đậu ra bên ngoài đi. Rồi thầy đi bộ xuống. Cái thấy thầy đi bộ cũng anh ấy thái độ rất dễ thương. Trời ơi sao thầy đi bộ vậy? Sao thầy không chạy vô? Trời nắng trang vậy thầy đi bệnh chết. Thầy nói thầy nghe nãy con la mấy người kia là chùa hết chỗ mà. Thầy cũng biết thân phận thầy, thôi thầy đi bộ vô cho nó gọn, chứ thôi thầy đi vô thầy bị con quát con la kiểu đó thầy xấu hổ lắm. Dạ không, nói với người ta vậy thôi chứ còn thầy là khác. Vô chùa nói dối, thầy hay là người khác bình đẳng nhau về nỗi khổ đau và nhu cầu hạnh phúc. Các con đồng ý không? Thầy gặp khổ đau thầy cũng phải chảy nước mắt, gặp những nỗi buồn thầy cũng phải nén lòng mình. Thì quý vị cũng thế, và ai cũng có nhu cầu để mong giải thoát tất cả những khổ đau trong cõi đời này. Thế chẳng lẽ là thầy khác à? Đương nhiên trong cái cách cư xử thì quý vị kính quý tôn trọng một cái vị xuất gia, đây là cái chuyện cần thiết. Nhưng mà cư xử như thế đối với một người già không thể chấp nhận được. Thôi thì cứ nói là anh cho hai bác vô đi rồi xe anh chạy ra ngoài, chứ đừng đậu vào trong này. Người ta sẵn sàng, người ta hợp tác với mình ngay, phải không? Mình quát mắng như thế, cư xử như thế tội nghiệp. Hai người già đó sẽ có ấn tượng không tốt về chùa. Chứ ta đâu có nói mấy cái người Phật tử, ta nói chùa. Giống như quý Phật tử mà tới đây tu nè, đấy, mà bị ai đó mắng cho người ta bạc đãi mình có nói cái người đó không? Mình có biết người đó là ai? Mình nói cái chùa không à? Chẳng những nói chùa mà còn nói tới thầy nữa. Thì quý vị nghĩ xem, mình đi chùa mình để tu tập, để chuyển nghiệp của mình, hình như không có chuyển được. Có nhiều Phật tử là than với thầy là tụi con sẽ không bao giờ đến ngôi chùa đó nữa. Thầy hỏi tại sao, họ cũng kể ra một mớ lý do. Chùa đó tổ chức không tốt, chùa đó có nhiều người hung dữ quá, chùa đó có nhiều người tham lam quá. Thầy nói tại sao chùa đó có nhiều người dễ thương quá mà con không thấy? Cũng có người dễ thương, phải không quý vị? Ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu mà chẳng có thằng khùng thằng điên. Mình toàn là thấy cái xấu không, mình không thấy cái tốt của người ta, không thấy cái đẹp của người ta, thì làm sao mình có thể quân bình được cái cảm xúc của mình? Cái quan trọng là cái sự đón nhận và chúng ta tìm cách quân bình. Quá trình mà chúng ta làm quân bình đó, cái đó gọi là tu tập. Cho nên tu tập đó Các vị đừng có hiểu rằng là chúng ta phải ngồi liêm diêm ở trước Phật, chúng ta phải đọc nhiều thần chú, chúng ta đọc nhiều kinh, chúng ta dâng nhiều lễ phẩm cúng dường, vân vân và vân vân. Không phải. Tu tập tức là sự thay đổi, thay đổi những thói quen của mình. Thói quen đó gọi là nghiệp, trong đó có những thói quen tốt và cũng có những thói quen chưa tốt. Nhìn người khác biểu thị những thói quen không tốt, mất thiện cảm, chúng ta hiểu ngay mình cần phải làm gì. Đấy là người Phật tử tu tập. Không có một cái người hiền lương nào mà đứng đôi co đi cãi với cái người mà vơ và vơ vẩn, cái người không biết lý lẽ là gì mà đi cãi làm chi cho nó mệt, phải không? Quý vị biết tại sao chúng ta không cần thiết phải cãi không? Không phải là mình không biết cãi đâu, buông ra tao cãi giỏi hơn mày đấy. Nếu thì cãi có thể tao đọt vương miện đấy, đọt huy chương đấy. Vì mình biết mình mà cãi đó là có thể mình sẽ sân si hơn người đó, và mình sẽ tạo nghiệp nhiều hơn nữa. Cho nên xì tớp để đôi bên cùng có lợi, vì chúng ta biết chắc rằng mai này sẽ gặp lại trong vòng luân hồi. Nhưng mà mình đang hóa giải cái bực bội của mình, cái phiền não của mình, cái tức giận của mình. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang tạo một nghiệp nhân tốt, để mai này mình gặp người đó mình không có khổ đau. Vì mình biết mình sẽ gặp họ, chắc chắn sẽ phải gặp trong cái vòng sanh tử luân hồi, đi vòng vòng cũng phải gặp thôi. Nhưng chúng ta không kìm nén được, tiếc là như thế. Mình ăn miếng trả miếng. Bây giờ mình đối với họ không lại, mình đấu với họ không hơn, chúng ta hẹn dịp khác và rồi chúng ta gặp lại họ, thì nó đã trở thành một cái nghiệp quả bất thiện. Tại sao chúng ta phải có một cái cuộc hẹn mà đầy nước mắt như thế? Tại sao chúng ta phải gieo một cái nhân để gặp lại mà đón lấy phiền muộn khổ đau? Cho nên chúng ta phải thật tỉnh táo trước khi chúng ta giận dữ. Ở đây hoàn toàn là không có cái vấn đề là bắt thang cho người đó leo. Khi mà họ đã đối xử tệ với mình, chúng ta tìm mọi cách để làm cho con người đó thay đổi cách sống. Nhưng cái tư duy của họ khác mình. Họ không thấy như thế là họ làm khổ mình đâu. Ví dụ như mấy anh là chẳng hạn, thích la cà, thích đi ra ngoài, những hành động đó làm tổn thương vợ của mình. Vợ có thắc mắc, có phàn nàn thì nói thì anh cũng đi về đây, cũng đem về 70 kg đây, chứ có sức mẻ chỗ nào đâu, bảo toàn như thế là tốt rồi. Mình không hiểu được rằng có khi mình sẽ làm tổn thương người thân yêu, làm khổ đau. Nhưng mà cái suy nghĩ của cái người đó là họ làm khổ đau người khác mà họ không biết. Bây giờ chúng ta ép họ để họ nhận thức theo mình, khó lắm. Chỉ có cách là tự xử lý cảm xúc của mình. Không xử lý, quý vị không cách nào bình yên được. Thầy nói thật, có nhiều người phụ nữ khổ gì mà khổ. Chồng thì chẳng có ra chồng, tối ngày nhậu nhẹt, bê tha, không trách nhiệm với gia đình, chỉ biết gây nợ, chỉ biết hưởng thụ cho cá nhân mình, sống rất ích kỷ. Mà lại còn có cái thói là trưởng giả, phải không? Tức là làm giọng sang trọng, trong túi không có một xu, không tự làm ra được tiền, mặc thích chi tiêu, làm ra vẻ như đại ca. Đấy, trút hết tất cả gánh nặng cho vợ. Tội nghiệp người phụ nữ của mình chứ. Trái tim mình để ở đâu? Đạo đức của mình để ở đâu? Người ta cư xử với mình tệ mình còn biết buồn, thế mà đành lòng sao? Đã làm cho vợ con mình phải khổ luyện. Thầy thấy có nhiều người tệ lắm nha. sống rất là vương giả, còn vợ con thì đầu tắt mặt tối, không màng tới. Nếu chúng ta bất hạnh có một người chồng như thế thì sao? Mình cũng phải khéo léo tìm cách để mà thuyết phục, hoặc giả là chúng ta phải nhờ người tác động cho anh ấy thay đổi suy nghĩ. Chúng ta phải làm thôi. Nhưng mà một thời gian ngắn người đó không thay đổi, chúng ta chịu đựng được, nhưng thời gian dài thì sao? Chỉ có cách là mình tự thay đổi mình. Giống như mình ở cái nhà mình, nó ở kế cái ống cống, nó chạy ầm ầm ồ cả ngày cả đêm như thế, mùi nó xông lên, chúng ta làm gì? Chúng ta khử mùi cách nào? Mua thuốc này thuốc kia về mình phun, nó quyện lại trở thành một cái mùi đặc biệt hơn nữa. Mình phải tìm cách đón nhận nó với một trạng thái tâm lý khác, chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Và vấn đề này nó không thuộc về phạm trù bắt thang cho người kia leo. Thầy thấy có nhiều người anh chị em á, giận em út của mình là chồng nó đối xử với nó quá tệ, thế mà nó vẫn thương, nó không bỏ được, suối nó bỏ chồng nó. Thầy nói đừng có suối con. Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân chia, phải không? Thầy có mấy lần hồi nhỏ thầy đi dự lễ cưới ở trong nhà thờ đó, thầy thấy đức cha có nói câu này, thầy có nghe: thầy bảo là đừng có xúi, cái đó là cái nghiệp. Tại sao nó lại thương cái người đàn ông phản bội này? Trái đất này còn rất nhiều người đàn ông trung tình, rất nhiều người đàn ông dễ thương, phải không mấy anh? Sao im rồ ạ? Chứng tỏ rằng thương hiệu mấy anh không đáng tin tưởng. Nhưng mà tại sao nó là phải thương một cái người đàn ông như thế và phải chọn cái người đàn ông đó làm chồng? Cái đó gọi là cái nghiệp đó. Nó gắn liền với quá khứ. Có thể là cái người đó đã gây nghiệp nhân với lại cái người đàn ông này, không tốt, thiếu trách nhiệm. Và cũng có thể là cái người đàn ông này đang gây nhân, đang tạo một cái nhân không tốt. Mà đã là cái nghiệp quả nó đến, bây giờ nó có bỏ cái ông chồng này thì mai mốt cuộc đời của nó cũng sẽ phải gặp một cái người khác, lại tiếp tục làm khổ tập 2. Có một cái vị Phật tử nó đi tới chùa nhờ thầy quy y và chỉ cho cái cách tu làm sao cho bớt khổ. 5 chồng 5 đứa con. Lấy chồng năm 20 tuổi, bây giờ là 33, 34 tuổi, vậy có 5 đứa con với 5 người chồng. Rồi thầy nghe thầy hú hồn. Một lần đò là người ta tởn tới già, người ta khổ, người ta chán dữ lắm rồi. Đằng này trời, nó qua 5 lần đò, bây giờ không biết có chuyến phà hoàng hôn không biết. Chứ còn đò nó nhỏ quá, kiếm chiếc phà nào cho nó chắc. Thầy nói cách tốt nhất, bình yên nhất đó là con dừng lại đi con. Thầy nó phải dừng lại. Bởi vì sao? Qua năm lần với 5 cuộc hôn nhân. Hôn nhân đàng hoàng á nha, cưới hỏi đàng hoàng á, lên xe bông 5 lần đấy. Không biết còn cảm giác không? Thầy nói qua 5 lần, con phải là người hiểu hơn ai hết, con cần cái gì và cuộc sống của con nó có đem đến hạnh phúc đích thực với những sự lựa chọn đó và cái hướng đi đó không. Tạm dừng một thời gian đi. Đố quý vị là người mẹ này có đồng ý không? Không. Thưa thầy, đợi một thời gian con già rồi, làm sao con lấy được chồng? Vẫn còn muốn lấy chồng nữa, khổ ghê. Thầy hỏi 5 chồng rồi còn chưa đủ hả con? Lấy thêm 10 người nữa cũng thế thôi. Cuộc sống cũng sẽ là những trận cãi vã với nhau, hơn thua với nhau. Vì con phải biết được nhu cầu của con trong cuộc sống. hãy con biết được thì con có thể dừng lại được. Người đàn ông người ta cũng thấy mình sống không nghiêm túc thì người ta cũng đâu có chung thủy với mình. Cái đấy mới là nghiệp đó. Bảo dừng không dừng, nó con đợi thời gian nữa con già sao con lấy được chồng. Xin lỗi chứ trời ơi, 60 tuổi người ta vẫn lấy được chồng kìa. Phải không quý vị? Ừ. Mình lấy chồng nó khác với lại mình kiếm đàn ông. Hai cái tại vì A Di Đà Phật. Thầy nói cái này thì nó không hợp, nhưng mà thôi nói luôn. Tại vì lấy chồng là mình chọn bạn đời. Chúng ta phải xác định tư tưởng rằng người đó đi cùng mình suốt cuộc đời này, để chia sẻ với mình trong mọi hoàn cảnh vui buồn bại thành của cuộc sống, giống như một đôi dép lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Quý vị đồng ý không? Thì đối với nam nhân cũng thế thôi. Lấy vợ là chúng ta chọn người bạn đời, chứ không phải đi kiếm bạn tình. Phải xác định cho rõ mục đích lấy vợ, và trong cái tư tưởng của mình có như thế trong cuộc sống, khi va chạm với nhau chúng ta không có làm tổn thương nhau. Do chúng ta không có xác định được cái tư tưởng này, cho nên đa phần chúng ta sẵn sàng làm khổ nhau, làm tan nát trái tim nhau. Thế mà luôn miệng nói không có em bầu trời như không có nắng. Những ngày không gặp anh em chỉ còn bão tố. Ôi giời ơi, nghe như thế tại sao không lên xe hoa, lên gấp đi chứ. Nhưng về nhà rồi mới biết rằng không có em bầu trời không có nắng. Có em rồi thì trời nó càng bão tố hơn. Nó vỡ lẽ ra đủ thứ hết. Khi con người ta sống ích kỷ, con người ta sống tham lam, con người ta sống thiếu đi cái chất đạo đức, chỉ biết bản thân mình, thì đau khổ này nói với ai đây? Ai có thể đếm được nước mắt của những người vợ bị chồng phản bội, xấu hổ với hàng xóm, với bạn bè, rồi phải lo cho con cái, phải nói dối với nó, phải đối phó với nó. Không lẽ là đi kéo nó về phía mình để nói xấu bố nó à? Nỗi khổ đó ai đếm được. Cho nên làm sao? Chỉ có cách duy nhất đó là thay đổi thái độ đón nhận của mình. Giống như mình ăn cơm vậy thôi. Người ta nấu thức ăn này không vừa khẩu vị với mình, không hợp, không vừa miệng, nhạt quá thì chúng ta bỏ một tí muối vào. Nhưng lỡ nó mặn quá thì chúng ta vắt một tí chanh vào. Tìm cách điều chỉnh thôi. Cũng giống như trời nóng quá thì chúng ta cởi bớt áo khoác ra. Không có máy điều hòa thì chúng ta ra chiếc khiên hóng, hoặc là kiếm một cái cây quạt. Không có cây quạt chúng ta kiếm một tờ giấy chúng ta cũng quạt được. Phải không quý vị? Dần dần mình sẽ thích nghi. Thích nghi bằng cách là mình hài hòa với nó, cùng tồn tại với nó, để thấy rõ nó, nhưng nó sẽ không tác động đến chúng ta nữa. Cái đó mới là cái quan trọng. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta ở cái ống cống mà chúng ta bịt mũi hoài, chúng ta đeo khẩu trang hoài à? Nhưng mà cái nhà của mình ở đây làm sao mình có khả năng mình di dời nhà đi? Không có điều kiện. Nhà của bố mẹ để lại thì chúng ta cũng phải chịu, phải không? Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận được nó như là một thứ song hành cùng với mình thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Còn chúng ta tỏ ra thái độ khó chịu, bịt mũi, bịt mồm này kia cái nọ, chính mình sẽ làm mệt mình. Quá trình mà để cho chúng ta có thể hòa đồng với nó, cùng tồn tại song hành với nó, đây là một quá trình khắc nghiệt vô cùng và tàn nhẫn với bản thân vô cùng, đòi hỏi chúng ta phải có nghị lực và lý trí. Nếu không có lý trí suy nghĩ và nghị lực thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ cuộc, và bỏ cuộc rồi được khổ đau thuộc về ai? Vẫn thuộc về bản thân mình. Có nhiều bạn trẻ không chấp nhận được sự phản bội của người mình yêu thương, đau khổ cùng cực, tìm người khác điền vào chỗ trống. Cho mày biết, không có mày tao vẫn có người khác. Nhưng rồi trái tim vẫn rướm máu, vì mình hãy còn yêu. Khổ thế chứ, phải không mấy cô? Phải không mấy anh? Có một cái em sinh viên đó dễ thương lắm. Khi nhỏ nó hay đến chùa ở vào mùa hè. Lớn lên thì nó có người yêu, và hai gia đình đã giáp lời với nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi, hai bạn này sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng hôn nhân mới có 3 tháng đã đứng trước bờ vực thẳm của sự tan rã. Khi phát hiện ra, anh này phát hiện ra vợ của mình không chung thủy, buồn không nói nên lời, rồi đi kết bạn, đi tìm bạn, lấp vào chỗ trống. Nhưng về nhà thì lại khóc, và cứ thắc mắc là tại sao lại đối xử với tôi như thế. Sai rồi, một người sai, bây giờ thêm một người sai nữa. Người kia không chung thủy với mình nữa thì thôi, đồng sàng dị mộng thì thôi. Mình hiểu rằng chúng ta không thuộc về nhau em nhé. Phải không? Chứ bây giờ làm sao mình giữ được họ? Mình giữ cái xác mà không giữ được trái tim thì đó là một sỉ nhục. Đó là một tổn thương lớn trong tình cảm của mình. Mà đâu phải chỉ bản thân mình nữa, còn bố mẹ của cả hai bên, rồi còn có những đứa con nữa. Phải không? Cho nên phải thật tỉnh táo. Khi mà biết rằng người đó không thuộc về mình, chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Từ phía gia đình, từ phía công việc, từ các mối quan hệ, và từ những đứa con của mình, mình xem cái nào trọng hơn. Và chúng ta có thể xếp lại những cái ích kỷ của mình khi chúng ta đủ bao dung để hàn gắn lại. Việc này khó lắm, việc này rất khó. Còn hơn là mình đi tìm người khác để lắp lại, để trả thù. Mà có trả được thù không? Sai lầm. Hận thù nó còn hằn sâu trong trái tim mình như một vết cắt, không bao giờ lành. Tại vì chúng ta yêu có một người thôi, và chúng ta yêu nhầm. Đấy là những cái cách mà chúng ta cư xử nó không đúng, do cái lý trí của chúng ta nó bị che lấp bởi hận thù. Nghị lực của chúng ta sẽ không đủ mạnh bởi sự ích kỷ, đẩy sự việc đi quá xa. Một người sai thì còn có cơ hội để khắc phục, hai người cùng sai, con cái đi về đâu? Ngày xưa thưa quý vị, nhiều Phật tử đi tới chùa mà xin thầy làm lễ hằng thuận của y, thầy cũng vui lắm. Nhưng mà sau này thầy hay lo, thầy phải hỏi cho chắc là các con có thương nhau suốt đời không, có ở bên cạnh nhau suốt đời không. Quý vị biết, có nhiều cặp đôi trẻ cũng rất là thẳng thắn, con chưa chắc. Trả lời thế, thật ra nếu chưa chắc thì tạm dừng lại. Tại vì niềm tin của mình dành cho người đó chưa đủ để họ trở thành bạn đời của mình, thì tạm dừng lại quyết định này. Rồi có nhiều em nó cũng nói dạ con chắc. Xong cái mấy năm sau làm lễ hàng thuận xong rồi cái chạy tới dạ thưa sư phụ, tụi con ly hôn có được không, có tội không? Bởi vì ngày xưa vào chùa làm lễ hàng thuận rồi bây giờ phát nguyện mà, phát nguyện yêu thương nhau suốt đời, có trách nhiệm bảo vệ nhau, chăm sóc nhau, lo lắng nhau. Bây giờ chúng con ly hôn nhau như thế có phạm giới chăng? Cuộc sống vốn nó đổi thay, chính bản thân của chúng ta cũng thường hay thay đổi. Như thế tại sao chúng ta không đủ bao dung cho người bạn thân của mình, cho người thân của mình, cho người bạn đời của mình? Chúng ta đã từng sai lầm, thế tại sao chúng ta không cho thêm một cơ hội để người thân của chúng ta sửa sai? Thế cho nên Thầy mới nói có những trường hợp chúng ta phải hết sức tàn nhẫn với bản thân của mình để chúng ta thực tập lòng bao dung. Phải không mấy cô? Khổ lắm, nói sao được. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ mình đi đánh ghen? Mình là Phật ghen thì mình giống ai? Phải không? Nhưng mà thật sự mình có ghen không? Có chứ sao lại không. Nhưng mà thử hỏi coi mình đánh ghen có lại người ta không? Mình già hơn nó, mình yếu hơn nó, coi chừng nó nắm đầu nó quánh mình tơi bời qua lá. Bây giờ hỏi thêm một câu nữa, chồng mình bên ai, bên vực ai, bảo vệ ai? Không khéo thì mang nhục về nhà con à. Thôi đừng đi đánh ghen, mở kinh ra tụng 3 biến chú Đại Bi hồi hướng cho 2 cái đứa đó. Để cho lòng mình nó bình yên hơn. Chứ bây giờ chồng mình không bảo vệ mình, bảo vệ người tình của anh ấy thì có phải là mình tổn thương hơn không? Cho nên mấy đứa con đừng có dại khờ mà đi làm những cái việc đó. Rồi còn dằn vặt chồng nữa, anh nói đi, anh nói thật đi, anh nói thật hết đi tôi tha thứ. 50-50 mình còn đau khổ, nó nói 100% ra rồi còn khổ không? Trời ơi, cái đó là một bài toán cộng thôi, mình không hiểu nữa. Hễ mà ổng khai ra rồi mấy đứa con làm sao? Nó quất ức lên, tăng lên nữa. Rồi mình phát hiện ra trời đất quỷ thần ơi, té ra ổng đi dính với cái con nhỏ đó không ra gì. Bây giờ tôi hỏi ông, tôi với con đó ai hơn? Lại thêm một lần dại khờ nữa, tự hạ thấp vị trí của mình. Trời ơi, tránh cung mà tự nhiên đưa xuống giảm xuống là đi so sánh với cái con mắm đó à. Lại đi hỏi, lỡ ông chồng nói con nhỏ đó nó hơn bà rồi sao? Đừng bao giờ dại khờ. Cái này phải tập đó. Phải tập từ những suy nghĩ hết sức là chín chắn. Phải lấy cái tâm bình tĩnh của mình ra để chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy, và không cần phải đặt những câu hỏi vớ vẩn như thế. Thì chúng ta đã biết lời giải đáp rồi. Anh ấy sống không trung thủy, anh ấy sống phản bội, thôi mình không giữ chồng được, quan trọng mình giữ tiền của anh ấy. Đó, cái đó mà là nghệ thuật đó. Ông đi đâu cũng được nhưng mà tiền không thiếu một xu. Phải có trách nhiệm với gia đình, với vợ, với con. Ai lo cho ông hả? Ông nhớ nha, ông đi thì ông đi ăn cơm ở đó, tới đó để người ta lo cho ông. Còn tiền bạc không đem vào đây. Không có lộn xộn lu bu, chọn một trong hai chứ không có được mà lôi thôi. Mấy đứa con dám nói không? Tại sao không? Ôi dồi ôi, quyền lợi của mình mà, quyền lợi hợp pháp đấy. Đấy, một câu hỏi nhỏ thôi để thấy được rằng người phụ nữ rất yếu đuối, không dám nói, không dám bảo vệ quyền lợi của mình. Sợ cái gì? Sợ đổ vỡ nhanh chóng hơn nữa, phải không? Rồi im lặng rồi có đổ vỡ không? Đổ vỡ ngay từ đầu. Đổ vỡ khi nước mắt chúng ta rơi xuống, dù chúng ta có thể giữ được người chồng. Nhưng cái nỗi đau khổ của chúng ta bị phản bội, vết thương lòng đó là minh chứng của sự thất bại. Tại sao chúng ta lại biến mình trở thành kẻ thất bại? Dù chúng ta không phải là người chiến thắng, nhưng nhất định chúng ta không để cho mình sụp đổ và càng ngày càng chìm trong sự mặc cảm của tuổi phận, của cô đơn, của khổ đau. Chúng ta đã hiểu được rồi, duyên nghiệp với nhau thôi, cho nên mới gặp nhau. Tại vì mình còn thương yêu người đó cho nên mình mới đau khổ. Chứ còn mình không thương yêu, mình có đau khổ không? Không thương yêu không bao giờ đau khổ. Thậm chí cái người mà mình ghét đó, mình nghe nó bị tai nạn mình còn mừng nữa, phải không? Cái con nhỏ đó nó xạo xạo, nó cà chớn, tào lao, cho nên bị đuổi việc, đáng đời. Không lẽ mình mua nải chuối mình về cúng ông địa? Chứ mình từ lâu mình không thích gặp mặt nó trong cái cơ quan này, trong công ty này. Ôi, mừng quá, bữa nay đó là sao chổi ha lây bị tống đi rồi. Mừng không? Mừng. Phân tích một chút thôi để thấy được tâm của chúng ta muôn màu muôn vẻ. Nó được trùm bởi ngã chấp. Cái tôi nó sẽ biến thiên rất là nhiều thứ, cho nên Bồ Tát mới trở thành thiên thủ thiên nhãn. Nghìn mắt nghìn tai như thế mà còn chưa tóm được những chúng sanh lôi nhôi lóc nhóc, hận thù ghen tương đau khổ. Bồ Tát tội nghiệp lắm, tai này nắm đứa này, tai kia kéo đứa nọ, mắt thì nhìn người này, mắt nhìn người khác. Chúng sanh ở dơ thì Bồ Tát phải giáo hóa theo kiểu chúng sanh ở dơ. Rồi chúng sanh mà nó tham tiền thì Bồ Tát phải dạy sao cho nó bớt tham tiền. Còn có nhiều chúng sanh nó tham tình, đấy 5 lần đò mà còn chưa chịu dừng lại, còn muốn qua chuyến phà cuối cùng thì Bồ Tát cũng phải nghĩ cách ra để mà giáo hóa chúng sanh. Quý vị tụng Phổ Môn Phẩm trong Đại Thừa Dự Pháp Liên Hoa Kinh rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát phải dùng cái tâm từ bi của mình để thực hiện cái hạnh nguyện lắng nghe nỗi đau khổ và xoa dịu nỗi đau khổ của chúng sanh. Cho nên có khi Bồ Tát làm tôi tớ, có khi Bồ Tát làm cả kỹ nữ, có khi vào trong địa ngục, có khi làm quan làm vua, có khi làm sa môn, có khi làm người xuất gia, vân vân. Hễ thấy chúng sanh đó đau khổ cần độ thì Bồ Tát đến đó để độ. Thầy thấy Bồ Tát này mệt, mệt quá, không cách nào chúng ta làm nổi. Ở chùa thầy bức xúc một cái cảnh, một vị Phật tử đó rất thương chồng, mà lớn tuổi rồi nha quý vị, ngoài 60 rồi. Ông chồng 60 mấy tuổi mà khổ sở gì mà mấy mươi năm khổ sở với ông chồng này, sống rất là trăng hoa. Người chồng sống không có nghiêm túc, một mình cô phải lo hết tất cả mọi thứ, mà không hiểu tại sao cô yêu thương cái người chồng này ghê gớm lắm. Đi đến chùa thầy, ổng đi toilet, bà đứng ở ngoài bà cầm cuộn giấy. Thầy nói bà làm ơn, bà đưa cái cuộn giấy đó cho ổng trước khi ổng vào trong toilet, bà làm gì bà đứng ở ngoài bà đưa vậy? Bà dạ rồi cũng y như thế à. Thầy thấy mà thầy còn chướng con mắt, mà quá đáng. Cha dịch kiên trả không quý cái phước của ông, đúng là cha già dịch. Cho có một người vợ như thế thì mình đốt đuốc ở đâu tìm ra? Mấy cô có làm được như thế không? Cặp thầy là cho lên đường gấp. Ông biến đi cho đời tôi bình yên. Chứ ở đó mà đi đến chùa mà bà chăm sóc như thế thì quý vị nghĩ xem, ở nhà thì ông này là cái gì? Có khác gì ông Hoàng không? Bả là thành ô xin. Đến khi bà bệnh nặng nằm bệnh viện, thầy vào thăm, thầy hỏi con còn việc gì mà chưa làm không? Có cần thầy làm tiếp một cái việc gì không? Tại vì bác sĩ báo bà này là bác sĩ, chồng bà cũng là bác sĩ. Bà mới nói không có việc gì, con làm xong hết rồi. Thầy hỏi lòng có thoải mái không? Nó con buông hết rồi, con không buồn. Mà vừa nói vừa khóc, nói dối. Nếu đã khóc tức là buồn, phải không? Vậy mà nó con buông hết, con không có buồn phiền gì hết. Thầy nó không được nói dối, phải nói thật cho thầy nghe. Bà mới nói bây giờ con phải làm sao? Nếu mà con có gì thì chắc chắn con của con sẽ không có được hưởng cái gì trong căn nhà này đâu. Ông sẽ đem người tình của ông về để ở. Vì ngày hôm qua là ông vào đây ông bảo con phải đưa cho ông tiền để ông mua xe cho cô ấy. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, chương trình quy khép lại. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình vấn đáp Phật Pháp. Rồi mời có cô này giơ tay kìa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy. Thầy chào con. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, pháp danh là Tường Kim. Tường Kim là bức tường kiên cố đó phải không? Có đúng không? Dạ. Dạ, không phải. Tường là các tường, kiên nó cũng có nghĩa là một bức vách, tức là một cái bức vách tốt đẹp, một cái tòa thành an lành cho mình. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con xin thầy chỉ dạy cho con là con phải làm sao để cho những cái thai nhi, bông nhi bị bỏ rơi khi còn trong bụng mẹ một cách tốt nhất. Thầy xin phép được hỏi cái đó của con hay là của người ta? Dạ con cũng có, dạ của mọi người luôn đó thầy. Thầy nghĩ con lo cho con trước đi. Cái này nói nghiêm túc. Dạ, tại vì cái chuyện này á là cách đây 20 năm con có một giấc mơ. Con bước vào cửa sau của một ngôi nhà, ở bên trong tăm tối mà bố trí giống như là một cái bệnh viện. Hai dãy giường nằm ở hai bên mà cái lối đi chính giữa. Có những cái giường ở đó trên đó là có những cái thai nhi, cái dòng nhi chưa có hoàn chỉnh. Con rất là sợ. Tức là con nhìn thấy luôn cái hình dạng của những đứa bé mà nó không nguyên vẹn thân thể. Dạ. Cái đó không phải là thai, cái đó là thai nhi chứ không phải là vong linh của thai nhi. Dạ. Rồi con thấy có hai người phụ nữ, họ ẵm bồng những cái thai nhi đó, họ ôm ấp yêu thương như là con của mình vậy đó. Lúc đó con không có sợ nữa mà con cảm thấy con rất là thương. Thế là con đi đến, con đi thẳng con đường chính giữa và con đã nhìn từng giường, nhìn kỹ từng thai nhi cho đến khi con ra tới cái tận cửa trước của người ta, con bước ra ngoài là con tỉnh. Thì cái điều đó con ghi nhớ tới tận bây giờ. Con đã từng có một cái nguyện là nếu như con cứ chết đi, con xin được làm cái người như những người phụ nữ kia để chăm sóc cho những thai nhi đó. Và bây giờ con hiểu là chăm sóc thôi vẫn không đủ. Hôm nay con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao tốt nhất cho những thai nhi đó. Câu hỏi này hơi khó, bởi vì những đứa trẻ này nó bị giết chết một cách rất là tàn nhẫn mà nó không phản kháng được. Nó chết mà thân thể của nó không được nguyên vẹn, đứt đầu, đứt tay, cơ thể đứt ra tan nát hết. Nó quằn quại trong đau đớn thì cái chết đó đưa tới nhiều oán thù. Ai giết nó? Cha mẹ nó giết nó. Cho nên con muốn giúp đỡ cho các thai nhi này thì điều đầu tiên nhất là con phải khởi từ tâm. Con phải thương xót. Thương xót những thai nhi này, nó đang đau khổ, và thương cho cả cái oán hận của nó. Cho nên thứ nhất là con đã thương yêu thai nhi này như là thương con ruột của mình đẻ ra. Thứ hai là con thường xuyên con nhắc nhở và con nói chuyện với thai nhi mà trong kinh gọi là khai thị đó. Tức là nói cho thai nhi đó hiểu rõ được rằng do nghiệp chướng của nó cho nên kiếp đời nó ngắn ngủi, đôi khi chỉ có dài 3 tuần lễ hoặc là dài 3 tháng, rồi nó bị chính cha mẹ của nó giết chết. Đó là cái nghiệp của nó, để nó đừng oán thù nữa. Khi nó buông xuống những oán thù thì nó mới có thể tiếp nhận được những giá trị siêu thoát mà Đức Phật dạy. Rồi sau đó con tụng kinh siêu độ cho nó. Nếu con biết thì con có thể tụng cái nghi thức Mông Sơn để tụng kinh. Còn nếu không, con tụng bất kỳ kinh gì, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, vân vân. Thậm chí con chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có bao nhiêu công đức hồi hướng cho tất cả các vong linh này. Con thầm thì cho các vong linh này hiểu được cái sự oán hận sẽ kết thành những cái nghiệp chướng khổ đau. Và đó là cảnh giới mà vong linh không thể siêu thoát được. Rồi hướng dẫn cho vong linh phải sám hối nghiệp chướng bằng cách là con đọc lại cái bài kệ sám hối, giống như lúc nãy thầy nói cho các vị Phật tử này. Nhưng mà hồi nãy là nói văn xuôi. Bài kệ sám hối là như thế này: vong linh đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả vong linh xin sám hối. Dạ, khi chưa hết, khi con sám hối cho các hương linh như vậy xong thì con phải nhắc hương linh quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Con lặp đi lặp lại 3 lần như vậy. Rồi sau đó con có thể tụng kinh. Và thường xuyên ngày nào con cũng dành thời gian con làm như thế, thì con sẽ có thể giúp cho các vong linh của các thai nhi đó có thể tìm được bến bờ an lạc sau khi buông bỏ được những hận thù. Vì hận thù chính người thân yêu mình, cái hận thù đó khó buông lắm. Hận thù cha mẹ mình là cái hận thù rất là khó buông xuống. Nhưng hãy khơi lại niềm yêu thương cho hương linh biết được rằng vẫn còn có nhiều người yêu thương hương linh đó. Tại vì nó chết một cách tàn nhẫn, tàn khốc. Chính cha mẹ nó giết cho nên nó mất tự tin. Nó không còn tin trong cuộc đời này và nghi ngờ ghê gớm lắm. Và chính cái nỗi hoảng loạn đó khiến cho vong linh thai nhi lúc nào cũng sợ hãi, cũng phập phồng, cũng nơm nớp lo âu. Cho nên mình trao gửi cái sự an ổn cho hương linh, để hương linh biết được rằng có rất nhiều người thương yêu và sẵn sàng che chở giúp đỡ cho hương linh. Thì con có thể làm được điều đó trong mỗi ngày. Ở tại nhà mình đều có thể làm được hết ha. Dạ, con cảm ơn thầy. Nhân đây thì thầy cũng xin phép được nói với lại những người cha mẹ nào trong cuộc sống mà chúng ta không có giữ được con mình bởi một lý do nào đó, thì tất cả những lý do đó dưới góc nhìn nhân quả của Phật giáo thì chúng ta vẫn là kẻ sát nhân. Nhưng mà pháp luật của nước chúng ta không có quy định về giết thai nhi, cho nên không có truy cứu hình sự được. Nếu như sinh ra đứa bé đó dù chỉ là 1 phút mà mình làm cho nó chết thì mình có tội. Nhưng mà còn trong bụng mà chúng ta giết chết nó, như là phá thai, nạo thai, trục thai đồ gì đó, tất cả những cái đó thì trong pháp luật chưa có quy định. Cho nên nghiễm nhiên chúng ta cho mình là vô tội. Nhưng dưới dòng nghiệp quả, nhân quả rất là sòng phẳng. Chúng ta giết là chúng ta sẽ phải đền mạng. Giết con mình là nghiệp báo rất lớn. Và trước mắt là cái nỗi oán thù của nó bám theo mình. Chúng ta khó lòng mà yên ổn. Và cái lương tâm của chúng ta cũng sẽ ra rứt. Cho nên thầy chỉ mong rằng tất cả các anh chị em nào đã từng làm những việc này thì thứ nhất phải sám hối. Phải sám hối tội lỗi của mình và nói lời xin lỗi với những đứa con thơ ngây, tiếng nói của nó không thấu trời và cái dãy dùng của nó rất mong manh. Sự sống của nó khi chỉ còn là một giọt máu. Hãy nói lời xin lỗi nó để cho nó không còn oán thù mình và cho lòng mình nó nhẹ nhàng hơn. Mình sám hối và nguyện không làm những cái chuyện thất nhân thất đức như thế nữa, để một cách mình giúp cho con của mình được siêu thoát. Việc này rất cần phải làm. Bên cạnh đó cũng ăn chay niệm Phật, giữ giới, từ thiện tích đức để hồi hướng công đức phước báo này cho các vong linh thai nhi, trong đó có con của mình ha. Nếu có thì quý vị nên làm ngay bây giờ. Và nếu quý vị cảm thấy chưa đủ tự tin thì đến một ngôi chùa nào gần nhà mình, thưa cái chuyện này với cái vị trụ trì ở đó. Vị trụ trì đó sẽ làm pháp sự cho mình, sẽ chính thức làm lễ quy y cho cái vong linh thai nhi đó, rồi khai thị cho vong linh thai nhi đó. Cái vị trụ trì khai thị sẽ hơn mình, và với điều kiện là mình phải hết sức là thành khẩn hối cải. Thì cái sự thành khẩn hối cải đó nó mới tạo ra được một cái năng lượng tích cực giúp cho hương linh tự tin hơn, và nó tin mình. Chứ mà không, nó không có tin. Vì mình đang tâm mình giết nó mà sao nó tin mình được. Thì mình có thể đến chùa mình trình bày cái hoàn cảnh mà mình đã từng làm những cái điều như thế, mình bỏ con của mình, với một cái tâm niệm hối cải tha thiết, cầu cái vị trụ trì đó sẽ giúp mình siêu độ cho hương linh thai nhi con của mình. Thầy tin chắc rằng các vị trụ trì sẽ sẵn lòng làm cho chúng ta. Buổi lễ đó không có lâu đâu, cũng chẳng có tốn tiền đâu, chỉ có mất thời gian khoảng chừng 15 phút. Mà hết sức tha thiết, mình mua bông mua trái cây tới cúng Phật. Nếu không có tiền mua bông mua trái cây, mình có tấm lòng mình đi không tới cũng được. Với cái tâm tha thiết như vậy là các thầy, các cô trụ trì sẽ giúp cho chúng ta làm điều đó. Rồi mình về nhà, mình có thể niệm Phật tụng kinh để mình hồi hướng công đức siêu độ cho các hương linh thai nhi con của mình. Đừng bỏ rơi nó, rất tội nghiệp. Thầy thấy có những cái nghĩa trang đồng nhi, nghĩa trang đồng anh, mà có những người nhặt xác thai nhi ở trong thùng rác, ở ngoài vỉa hè, ngoài bụi tre, đem về để chôn. Thiệt những việc làm đó cao cả vô cùng, không máu không mủ mà người ta đi gom đi nhặt cái đó đi về chôn, trong khi mình là cha mẹ mà mình đang tâm giết chết nó. Thiệt, rất là buồn đó. Tòa án lương tâm sẽ thế nào cũng soi xét, và cái tiếng nói của cái sự công bằng sẽ trở thành tiếng thổn thức, và khiến cho chúng ta rai rứt mãi trong cuộc đời này khi mình đối xử với con mình như thế. Nó không có một sự lựa chọn nào hết, nó không có một cái quyền phản kháng nào hết. Nó nhúc nhích cũng không được, nó cựa quậy cũng không được, nó động đậy cũng không được. Tất cả nó đều bé nhỏ mong manh trước những cái kềm, cái kéo, rút xương, rút đầu, kéo thịt, kéo da. Nó thịt nó tan ra từng mảnh, nó đau đớn lắm. Thầy có giảng cái chủ đề tiếng kêu cứu của những thiên thần đó. Thầy nghĩ các anh chị em nào mà đã lỡ làm những điều này do thiếu suy nghĩ nên xem cái đĩa đó và phải sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy, con có sự muốn nhờ thầy giải đáp cho con. Như là gia đình con đó là nội con với ba con đó là đạo Hòa Hảo, rồi con cũng, nhà con cũng thờ tổ thầy, nhưng bây giờ cũng muốn quy y Phật, mà có được, có tội không thầy? Bất kỳ ai theo tôn giáo nào, theo tín ngưỡng nào đều có thể quy y Phật được. Tại vì sao? Tại vì quy y Phật có nghĩa rằng mình phát nguyện mình sống tốt hơn, sống đạo đức hơn. Thì điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phản bội đạo của mình, phản bội vị giáo chủ của mình. Cho nên con không phải lo những điều đó. Nếu như con quy y Phật mà con trở thành cái kẻ gian manh độc ác thì cái đó con có lỗi đó. Có lỗi rất là nhiều đó, có lỗi với Đức Phật ha. Thành ra con không phải lo cái chuyện đó. Nhân đây thì cũng xin phép được, cảm ơn con ngồi xuống, cũng xin phép được nói thêm. Tại vì có một số tôn giáo bạn đó là khi nhập môn là có thề. Tại vì thầy có học tôn giáo học, tức là có học một số tôn giáo khác để biết tôn chỉ của các tôn giáo khác đó, biết lịch sử hình thành và phát triển của các tôn giáo đó. Thì thầy biết có một tôn giáo bạn là khi mình nhập môn là phải thề á. Thề ghê lắm mà, thề độc à. Nếu phản bội là trời tru đất diệt. Cho nên là có mấy anh chị em trước đây đã từng nhập môn của các tôn giáo đó, bây giờ đó là muốn quy y Tam Bảo, là tại vì trải qua một thời gian thực tập ở tại gia đình, như là tập niệm Phật, tập ăn chay, tập trì chú đại bi, tập giữ giới, mặc dù là chưa có quy y nhưng mà họ cũng tập và họ thấy có cái kết quả. Thì tới xin thầy quy y mà họ rất là sợ, họ sợ bị trời tru đất lụt. Bây giờ xin thầy phải giải cái lời thề cho họ. Tại nó ai ép con thề mà bây giờ bắt thầy giải, khổ ghê vậy, trời ơi. Nhưng mà xong mà thầy mới giải thích rằng con không có ngại cái chuyện mà trời tru đất lụt, bởi vì trời tru đất lụt, trời tru đất diệt đối với những cái kẻ tán tận lương tâm, những cái kẻ coi can thường đạo lý không là gì, cái kẻ mà chà đạp pháp luật hay là dẫm lên tất cả những cái nhân thường đạo lý của con người, cái đó mới là trời tru đất diệt. Cái kẻ giống như là bất hiếu, hại cha, giết mẹ, mắng cha, chửi ông bà, cướp giật tài sản mà đánh giết anh em với nhau đó, cái đó mới là trời tru đất diệt. Thì khỏi cần phản bội, trời cũng diệt nữa đó. Cho nên con không phải lo, bởi vì quy y Tam Bảo là phát nguyện sống tỉnh giác, đó là quy y Phật. Thứ hai, tức là phát nguyện làm những điều chơn chánh, không đau khổ cho ai, không khiến ai tổn thương, cái đó gọi là quy y Pháp. Và thứ ba, tức là nguyện sống một cái đời thanh sạch, trong sạch từ ba nghiệp thân khẩu ý, đó gọi là quy y Tăng. Thì một người sống như vậy là một người tốt, thì không có lý nào trời tru đất diệt được mình hết á. Ông trời ông cũng có con mắt chứ, không lẽ ông nhắm mắt ông đánh đại à, phải không đó. Cho nên những người mà ác độc, mưu toan hại người, hoặc giả là sống nhiều sân, nhiều dâm, nhiều ngu si, coi đạo lý không là gì hết, thì những người đó sẽ gây ra những ác nghiệp và sẽ chịu lấy quả báo sau này. Bất luận mình đang theo tín ngưỡng nào, hay là truyền thống gia đình của mình theo tôn giáo nào, chuyện đó không quan trọng. Chúng ta quy y Phật là chúng ta nguyện sống tốt, sống tử tế, sống có tiêu chí rõ ràng. Đó là dù cuộc sống có đổi thay nhưng lòng hướng thiện của chúng ta không thay đổi. Đó là người đệ tử Phật, cho nên không ngại cái chuyện đó ha. Ở đây hoàn toàn không có dụ dỗ gì hết, thì các vị phát nguyện mà, cho nên phát nguyện quy y là chuyện của chúng ta, chứ không có ai ép buộc mình hết. Hoàn toàn đạo Phật không ép buộc. Như nãy thầy quy y cho các vị Phật tử này đó, thầy đâu có ép buộc, đâu có bắt họ thề thốt cái gì đâu à. Nó phát nguyện sống tử tế, sống tốt, sống đạo đức vậy thôi. Đạo Phật luôn nhẹ nhàng như là ánh sáng ban rải khắp trong rừng cây. Cây lớn thì nhận ánh sáng kiểu cây lớn, cây nhỏ thì nhận ánh sáng kiểu cây nhỏ, núi cao thì nhận ánh sáng sớm, đồng bằng thì nhận ánh sáng chậm hơn một chút, nhưng tất cả đều đón nhận một cách bình đẳng như nhau, đều được sưởi ấm dưới ánh dương của Phật Pháp. Và điều đó hoàn toàn không hề lỗi đạo. Chúng ta không hề lỗi đạo với lại cái đấng Thượng Đế, đấng giáo chủ, đấng thần linh gì mà chúng ta đang tôn thờ, hoặc là truyền thống gia đình chúng ta tôn thờ. Chúng ta hoàn toàn không có lỗi gì hết khi chúng ta là người sống tử tế, người sống tốt hơn dưới ánh sáng của Phật Pháp. Có một bạn đó tới chùa xin thầy làm lễ hằng thuận quy y, nhưng mà vấp phải một cái khó khăn là gia đình bạn là theo tôn giáo khác, ba mẹ là gốc đạo Thiên Chúa, mà đạo nồi chú của bạn đó là một linh mục, cô của bạn đó là một dì Phước, mà bạn đó là rất là thích đạo Phật, rồi âm thầm thờ Phật trong cái laptop. Mỗi lần muốn niệm Phật, muốn tụng kinh, dở laptop ra. Rồi bạn muốn ăn chay, bạn nói bạn ăn kiêng, bạn không ăn thịt cá được, để mà che giấu đi cái chuyện đó, rất là tội nghiệp. Và bạn nói con sống hạnh phúc lắm khi con thấm nhuần những điều mà Đức Phật dạy đó. Thì bạn này muốn làm lễ hằng thuận quy y ở chùa thầy, nhưng mà vấp phải trường hợp đó. Rồi hỏi thầy bây giờ phải làm sao khi mà gia đình không đồng ý cho bạn làm cái chuyện đó, và cũng không cho bạn quy y Tam Bảo, nếu không là sẽ không nhìn mặt. Thầy nói con à, không nhất thiết phải làm như thế. Làm như thế mà để cho cả nhà con, cả dòng họ con mà thù nghịch với lại Đức Phật, tạo thêm ác nghiệp thì không nên con à. Hằng thuận là mình luôn luôn thuận theo những điều có thể làm hạnh phúc, làm bình yên cho người thân yêu mình, gọi là hằng thuận. Mà bây giờ con cố con ép nhà con để làm lễ hằng thuận của y trong hôn lễ của con ở chùa thì nó mất đi ý nghĩa hằng thuận rồi, không nên đâu. Thì cái bạn này mới nói là nhưng mà vị hôn thê của con là không có muốn vô đạo, vị hôn thê con là đạo Phật, mà gia đình con cũng phản đối, là nó không theo đạo là không cưới nó. Mà bây giờ hai đứa con thương nhau rồi làm sao? Thầy có thể làm cái lễ gì ngắn gọn 5 phút được không? Thầy nói mọc 3 đầu 6 tay 12 con mắt thầy cũng không dám. Thầy sợ lắm. Trời ơi, tự nhiên rồi mình ách giữa đàn mà hoàng vào cổ thì kiểu này là không có được. Thầy nói con à, từ từ con có thể thuyết phục gia đình của con. Hôn nhân dị giáo nó là có những điều mà sau này rất là khó giải quyết, cho nên phải đồng thuận ngay từ đầu đó. Mà hai đứa là thương nhau 10 năm, mà hai gia đình cũng thân nhau, nhưng mà về vấn đề tôn giáo là không có đồng ý với nhau. Khổ cho những đứa trẻ. Cho nên thầy nhân đây cũng thưa với lại các vị phụ huynh, đối với con em mình khi mà nó có yêu thương mà muốn gá nghĩa trăm năm với lại một người bạn đời của nó mà khác tôn giáo thì chúng ta cũng nhẹ nhàng, đừng có gay gắt. Không nhất thiết người ta phải quy y Phật để làm con dâu của mình, để làm con rể của mình. Nhà tôi đạo Phật mới được bước vô đây, không phải đạo Phật không bước vô. Đừng như thế. Thà là giữ một Đức Phật trong trái tim mình, Đức Phật đó sẽ bất diệt, còn hơn là xì sụp cúi lại Đức Phật ở bên ngoài mà lòng thì đầy những gian manh, mưu ma, chứa quỷ, sống tạo các ác nghiệp, thì cái đó là không được. Thà là chúng ta sống theo lời của Phật dạy, còn hơn là chúng ta luôn miệng là chúng ta xưng mình đệ tử Phật, dán hình Phật ở trên trán mình. Thà là chúng ta sống bằng hơi thở của giáo lý Đức Phật dạy, của những điều Đức Phật dạy ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, thì như vậy Đức Phật sẽ tồn tại mãi mãi với chúng ta, dù chúng ta đang ở hoàn cảnh nào, đang ở trong hình thức tôn giáo nào, thì Đức Phật sẽ bất diệt. Còn hơn là những hình thức mà ép buộc người khác nặng nề như vậy, thì Đức Phật sẽ chết ở trong lòng của một số người đang chống đối và không có cảm tình với Đức Phật, rất tội nghiệp cho họ. Thỉnh thoảng thầy phải giải quyết những vấn đề này hoài cho các gia đình Phật tử mà thân với chùa. Tại vì con cái của họ là quen những người bạn tôn giáo khác, rồi họ bất đồng, ngay lúc đầu họ đã không có cái sự đồng thuận rồi, cho nên là dễ sanh ra mâu thuẫn lắm. Thầy nói đừng con à, không nên, mình cứ sống tốt đi, thì tự nhiên con dâu con rể mà nó chưa có tin theo Phật đó, nó sẽ tin rằng nó có một bà mẹ chồng, nó có một người chồng tốt, nó có một người ba chồng tốt, đó là Phật tử tốt vậy. Cho nên nó sẽ nhìn đạo Phật với một cái góc nhìn tích cực. Chứ còn mình ép như thế này thế kia, tự nhiên nó thối lui. Mình bị người ta ép mình cũng thối, mình cũng không có thiện cảm, thì tại sao mình ép người ta? Đạo Phật không dụ dỗ, không ép buộc, không có gõ cửa nhà rải tờ rơi, không có, mà hoàn toàn là tự giác, tự nguyện. Bạn làm những chuyện này, bạn sẽ được những cái này, bạn đi con đường này, bạn sẽ tới cái điểm đích đó. Chuyện còn lại là bạn làm gì và đi như thế nào, đó là chuyện của bạn. Đạo Phật rất là bình đẳng, rất là nhẹ nhàng và khách quan. Thì hy vọng rằng các anh chị em phụ huynh mà có con lớn tuổi, khi mình là Phật tử đó, con nó tới cái tuổi mà dựng vợ gả chồng, chúng ta cũng nhẹ nhàng khi mà con của mình nó chọn bạn đời khác tôn giáo. Có như vậy chúng ta mới là một Phật tử gọi là hoằng pháp, Bởi vì mình sống tốt, mình nhẹ nhàng, tức là mình đang truyền bá chánh pháp tới con dâu, con rể của mình. Còn hơn là mình ép nó phải vô chùa làm lễ hàng tuần, ép nó phải quy y. Xin thưa, nó quy y để nó cưới được vợ thôi, chứ về nhà nó chả thèm đi chùa. Làm gì nó? Phải không? Cái này nó có xảy ra đó. Rồi, xin mời một câu hỏi khác. Rồi, mời con. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con chào thầy ạ. Con xin hỏi về hồi hướng công đức. Dạ, sau mỗi khóa thời kinh á, thì mình có một cái bài kệ hồi hướng là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa thầy, chúng con thường nghĩ là mỗi khi mình đến chùa rồi á là mình đã phát sinh công đức rồi. Nhưng mà con nghĩ là không biết mình mặc định suy nghĩ như vậy là có đủ hay chưa. Nếu mà mình muốn cho người khác tiền á, thì mình phải có tiền mình mới cho người khác. Hoặc là mình muốn tặng người ta hạnh phúc hoặc là niềm vui thì mình phải có những cái đó thì mình mới trao tặng cho người ta được. Dạ. Do chúng con còn sơ cơ trong buổi đầu học Phật, nhiều khi mà chúng con quên hoặc là do sợ mất lòng một ai đó mà chúng con không giữ chánh niệm mà làm cho người khác động niệm, hoặc là những người khác làm cho chúng con động niệm trong những thời khóa tụng kinh để Phật sám hối hoặc là những cái đại lễ nào đó. Thì như vậy con muốn hỏi là lúc mà hồi hướng công đức thì mình có thành tựu được công đức hồi hướng không ạ? Dạ thưa thầy cho con hỏi một ý nữa là về việc công đức và phước đức nó có giống nhau hay không? Được rồi. Dạ. Thầy trả lời từng câu hỏi của con. Thứ nhất về hồi hướng công đức. Đây là theo tinh thần của Phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát lúc nào cũng phát tâm để cứu giúp chúng sanh, để chia sẻ và mong cho chúng sanh được giải thoát, được an lạc giống mình, qua cái phần đối đáp giữa Trí Thủ Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát bằng những cái câu đối đáp, câu hỏi và đáp bằng bài kệ. Thì ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi tới đâu thì ngài Văn Thù Bồ Tát trả lời tới đó, mà trả lời bằng bài kệ. Và trong một bài kệ đều có cái câu đương nguyện chúng sanh. Đó là một hình thức hồi hướng. Hồi hướng nó có bốn cách, nhưng ở đây căn bản nhất là hồi tự hướng tha, tức là quay trở ngược lại tự tâm tự tánh của mình để đem cái công đức đó, đem cái sự sáng suốt trong sáng đó để hướng đến cho người khác, mong người khác cũng được an lạc, cũng được sáng suốt, cũng được giải thoát. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Và cái thứ hai là hồi nhân hướng quả, tức là từ nhân chúng ta hướng về quả. Chúng ta gieo một cái nhân lành, chúng ta sẽ hướng về cái quả lành. Và đương nhiên từ một cái nhân bất thiện nó cũng sẽ hướng tới cái quả bất thiện, để chúng ta biết được rằng cái đó là một cái điều rất là sòng phẳng trong cuộc sống. Rồi cao hơn nữa là hồi tự hướng tánh. Xin lỗi, hồi tướng hướng tánh. À, nó lộn, xin lỗi, hồi tánh hướng tướng. Tức là từ nó chân tâm tự tánh của mình để hướng ra cái tướng bên ngoài. Ở đây giới hạn ở chỗ con hỏi đó là hồi hướng thuộc dạng hồi tự hướng tha. Tức là mình có làm được công đức gì một chút xíu, tôi cũng xin đem chia sẻ với tất cả những người khác, để mong người khác có được một chút ánh sáng tuệ giác, để tạo thiện nghiệp, để bớt gieo đi những cái nghiệp quả, nghiệp nhân khổ đau mà khiến quả báo sau này. Cho nên khi mình đi chùa, mình tụng kinh, mình bái sám, mình niệm Phật, cho dù người khác làm động niệm mình đi chăng nữa, mình vẫn có công đức. Mình động niệm chẳng qua nó chưa trọn vẹn thôi. Giống như mình đổ rau câu vậy, lỡ mình có ai đụng vô cái đó nó hư cái hình đó, nhưng mà cái rau câu đó nó còn nguyên không? Còn, nó không đẹp thôi, thấy không? Hoặc là đang nêm vậy tự nhiên cái mình nêm muối vô cho nó đậm đà, cái đứa con mà nó đụng mình cái rớt cục muối vô thì cái hũ rau câu nó hơi mặn một chút thôi, chứ nó đâu có mất, phải không con? Cho nên người khác có tác động, nói chuyện ồn ào cười giỡn làm cho mình bị phân tâm chẳng hạn, thì công đức của mình cũng có, nhưng mà công đức của mình nó không có được trọn vẹn thôi, chứ mình vẫn có công đức để mà hồi hướng cho người khác. Chính vì thế sau cuối một cái thời khóa tụng kinh, chúng ta đều có cái bài hồi hướng, chúng ta đọc cái bài kệ hồi hướng đó và ứng dụng cái tinh thần đó trong đời sống sinh hoạt của chúng ta tu tập. Khi chúng ta làm Phật sự gì như là bố thí, cúng dường, phóng sanh, trì giới, tụng kinh hay là chép kinh hay làm gì, chúng ta cũng đều hồi hướng cho tất cả những chúng sanh khác, mà ở trong kinh nói là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì nó lại cao hơn, công đức nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng cho người thân của mình, quyến thuộc của mình, bà con của mình, cho nên mới có cái vấn đề cầu an, cầu siêu. Chúng ta tụng kinh để chúng ta gửi những cái năng lượng tốt đẹp đến cho người thân của mình, thì hễ người sống thì được an, người chết thì được siêu, thì cái đó là hồi hướng. Còn cái câu cuối cùng của con hỏi là cái gì thầy quên mất rồi. Dạ, thưa thầy, con muốn hỏi là công đức và phước đức có giống nhau hay không ạ? Công đức và phước đức hoàn toàn khác nhau. Thí dụ chúng ta thấy cái người đó nghèo, chúng ta cho họ 10.000, 20.000 rồi thôi, cái đó là phước đức. Nhưng sau khi mình cho 10.000, mình thấy họ bị bệnh, mình đứng lại, mình có thể chia sẻ với họ. Bạn bị bệnh là bạn đã gieo cái nghiệp sát rất là nhiều, cho nên bây giờ nó mắc lấy cái quả báo như thế, cho nên bạn bị chiêu cảm cái quả báo đó mà bệnh tật triền miên. Nên phát tâm tu tập, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, dị giới. Không cần phải giống như tôi, nhưng mà phát tâm làm những việc đó để cải thiện cái nghiệp này, thì bạn sẽ thoát khỏi cái nghèo này mãi mãi. Tôi giúp bạn 10.000, bạn có thể mua được một hộp cơm nhỏ bạn ăn bữa nay, nhưng bạn không có thể no ấm được suốt đời. Còn chính bạn mà cứu giúp được bạn suốt đời, không đói khổ, không bệnh tật, bạn nên tu tập. Thì cái cách mà chia sẻ người ta để giải thoát những cái nghiệp phiền não, những nghiệp khổ đau lâu dài, cái đó gọi là công đức. Cho nên công đức của chúng ta tạo nó sẽ không có mất. Nhưng mà phước đức thì chẳng qua là bỏ ống heo thôi. Chúng ta bỏ tiền vô ống heo thôi, để tiền tiết kiệm thôi, chúng ta đem xài thì mai mốt nó cũng sẽ hết. Nhưng mà công đức thì nó sẽ còn hoài. Thời Nam Bắc Triều ở Trung Quốc, đời nhà Lương, vua Võ Đế xây dựng hàng ngàn ngôi chùa và ủng hộ giúp đỡ cho tăng ni tu tập. Ông phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia. Ông xây dựng một ngôi chùa, thỉnh 1.000 vị tăng về chú cấp suốt đời, cúng dường tứ sự để hồi hướng công đức đó cho cha. Ông xây một ngôi chùa, thỉnh 1.000 vị ni về để xây dựng, rồi cúng dường nuôi các vị đó để tạo công đức hồi hướng cho mẹ. Khi gặp Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Tây Trúc Hoa, vua Lương Võ Đế tự hào rằng mình làm những việc đó là công đức, cho nên mới hỏi Ngài Bồ Đề Đạt Ma: dạy trẫm làm có công đức gì không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói: không, chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào thẳng vào mặt. Tại vì công đức nó khác với là phước đức. Làm cái đó chỉ có phước đức thôi, chứ không thể có công đức được. Tổ Bồ Đề Đạt Ma giải thích rõ: bệ hạ làm như thế chỉ có phước đức chứ không có công đức. Công đức là chính mình làm bằng cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, và mình lăn xả vô đó mình tu tập, thì cái đó mới gọi là có công đức. Đích thân mình làm và mình thương xót mọi người, xem họ đau khổ như nỗi đau khổ của mình. Họ chưa giải thoát là mình như còn trầm luân. Thì những cái động lực đó giúp cho chúng ta làm những việc thiện, thì cái đó mới là công đức. Thì công đức này nó sẽ bất diệt, nó còn hoài. Cho nên phước đức và công đức nó khác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cứ xin chào thầy. Dạ, xin chào. Con xin thầy cho con một lời giải đáp mà lòng con rất nặng trĩu. Con đã có gia đình, mà gia đình trước của con là bên đạo, tụi con vẫn làm phép hôn phối và có tinh thánh. Nhưng sau này tụi con đã thôi nhau. Sau này con muốn hướng về cõi Phật, và con có pháp danh là Như An. Con thắc mắc xin bạch thầy cho con lời giải đáp là con hướng về cõi Phật thì con có tội gì không? Cái này hồi nãy có trả lời rồi, không tội gì hết. Dạ. Tên thánh là giả danh, pháp danh Như An của con cũng là giả danh, tất cả những cái đó là không thật. Cái thật đó chính là cái tạo tác nghiệp của con, cái dụng tâm tạo tác nghiệp của con, cái đó mới là cái thật. Thì con tạo nghiệp thiện thì con sẽ dẫn đến những cái cảnh giới thiện, con tạo nghiệp ác thì sẽ đưa đến những quả báo ác. Cái đó là tấm gương phẳng để soi rõ một cách trung thực nhất thật tướng của mình. Cho nên Maria gì đó, tên thánh của con đó phải không? Yeah. Hay là pháp danh Như An, tất cả chỉ là cái tên để gọi, để phân biệt với lại người khác thôi. Yeah. Nó cũng không là thật. Cho nên con không bận lòng về những chuyện đó. Quan trọng là cái chuyện con sống có đạo đức, có tạo thiện nghiệp và sợ ác nghiệp, thì cái đó nó mới theo mình từ đời này qua đời khác. Cái đó có tội hay không là tùy thuộc vào sự tạo tác nghiệp của mình. Nếu là bất thiện thì nó sẽ là tội, còn nếu nó là thiện thì không có tội gì. Con đừng có sợ con có lỗi với lại tôn giáo cũ của mình đã làm phép phân phối hoàn toàn, cái đó không có lỗi gì hết. Dạ, nha. Dạ. Rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, và con xin trình bày sự việc thường gặp ở cuộc sống hàng ngày. Khi một người sắp sửa mất thì rước cái đạo tràng tới hộ niệm, thì trong cái lúc mà mất rồi á, làm đám tang á, thì lại cúng thiết minh xanh, rồi bắt đầu vừa chôn xong á, là bắt đầu cúng khách. Rồi trong thời gian cúng khách á, khoảng 10 ngày hay 20 ngày thì cúng bên trai tăng á. Rồi xong á, lại có người lại suy nghĩ á, là thôi bây giờ không cúng những cái đó, mà lấy cái số tiền nó đi phóng sanh hay làm từ thiện. Thì theo con xin thầy giải thích, tức là cái làm cái chuyện đó, cái ý nghĩa của cái mỗi lần cái sự cúng đó là như thế nào. Rồi mà nếu mà không cúng cái đó mà chuyển quay làm từ thiện ha, là phóng sanh thì nó là sao, thầy giải thích cho mình. À, được rồi, cảm ơn con. Thông thường đó là chúng ta có người thân bị qua đời đó, thì theo cái tình nghĩa, cái nghĩa của người Việt Nam mình đó là hữu sự có nhau. Cho dù nhà mình có giàu có cách mấy, có điều kiện cách mấy, người ta dẫn tới người ta phúng điếu, phải không quý vị? Thì thầy thấy có một số gia đình là nói rằng là con không muốn mắc nợ, cho nên là treo các bạn miễn xin miệng phúng điếu. Mà xin miệng phúng điếu thì người ta sẽ đem trái cây, đem bông. Mà bông trái cây tới mình có ăn hết không? Nó hư. Ta đem nhang tới đốt cũng đâu có hết, cũng tốn nhiêu tiền đó. Cho nên thầy khuyên với lại các Phật tử là mình cứ nhận, bởi vì đó là cái truyền thống của ông bà mình, không có mắc nợ. Không có mắc nợ. Khi gia đình họ hữu sự mình cũng đi lại, nhưng mà để cho mình được lợi ích, và cái người mà đi tới phúng viếng chia buồn với mình á, cũng được lợi ích, thì mình đem toàn bộ cái số tiền đó làm việc thiện. Thì làm việc thiện trong đó có trai tăng nè, có cúng dường nè, có bố thí nè, nó có phóng sanh nè. Thì tất cả những việc làm thiện đó đều có công đức như nhau cả, để mình hồi hướng công đức cho người thân quá cố, và cũng để hồi hướng công đức cho những người đến phúng viếng chia buồn gia đình mình. Tức là họ cũng có lợi, mà người thân quá cố của mình cũng có lợi. Mà nghĩ theo dân gian tức là chúng ta sẽ không có mắc nợ ai, tức là nôm na là mình sẽ không có thiếu nợ ai, không mắc nợ ai. Mà làm việc như thế nó có cái tính nhân văn hơn, nó cao cả hơn. Chứ còn mình để cái bạn xin miệng phúng điếu, sao tự nhiên thấy nó lạnh lùng, xương rơi lá hẹo quá, nó xa cách chòm sớm quá. Tự nhiên những người nghèo người ta đi tới, người ta phúng viếng, sao tình làng nghĩa sớm người ta cũng đi, phải không? Còn cái vấn đề mà thiết minh sanh nãy con có nói đó, thì xin thưa cái này là nó không phải của Phật giáo nha. Cái này không phải của Phật giáo đâu. Các cái thầy mà gọi là khai phương tiện, nói vậy để khỏi đụng chạm. Các cái nhà, cái người mà chuyên môn đi cúng, để làm đám để cúng, họ làm ra cái này. Nhưng mà Phật giáo có một cái nghi lễ gọi là thuyết linh, tức là ngày mai trước khi chôn đó, hoặc là trước khi đi thiêu, tối hôm nay là thỉnh Pháp Sư tới để thuyết linh. Thuyết linh là gì? Là thuyết giảng cho hương linh, khai thị cho hương linh lần sau cuối. Mục đích là giúp cho hương linh hiểu rõ được rằng bỏ đi cái thân mạng này như là bỏ một đôi dép đứt, để không luyến tiếc, không bám víu vào cái thân này để không có phải khổ. Thứ hai, thuyết linh là giải thích, khai thị cho hương linh nó hiểu được rằng cha mẹ, anh em, chồng vợ, quyến thuộc là nhân duyên. Nhân duyên hợp tan, gặp rồi cũng sẽ chia tay. Là khi lúc làm cha mẹ, lúc làm chồng vợ, lúc làm con cái quyến thuộc với nhau, từ trong quá khứ tới hiện tại và tương lai. Cho nên không có nên bám víu vào cái tình cảm mà nặng nề đó, thì sẽ khó siêu thoát. Và cái thứ ba là cái vị Pháp Sư đó có trách nhiệm khai thị cho hương linh biết được rằng tài sản của hương linh làm ra, gầy dựng nên sự nghiệp đó, nó cũng là phù du, đó là không thật, đó là ảo ảnh. Không có bám chấp vào những thứ đó, tham tiếc cái đó thì sẽ không siêu thoát được. Tới cái thân mình không giữ được, thân tứ đại cũng trả về tứ đại. Dứt đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong được gì. Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong. Rõ ràng khai thị cho hương linh nó hiểu được cái thân giả tạm của mình, rồi tài sản, rồi quyến thuộc, tất cả cũng chỉ là nhân duyên, chỉ có cái nghiệp thôi, để hương linh nó không bám víu và được siêu thoát. Cái đó gọi là thuyết linh, mà người ta chế biến ra hát hò như thuyết minh sanh là đi qua cầu Nại Hà rồi, phải không, rồi đóng giả tuồng này kia cái nọ đủ thứ hết. Cái đó là nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa dân gian, chứ không phải của truyền thống Phật giáo. Phật giáo là thuyết linh. Rồi sau đó là người ta có thể tụng giới Bồ Tát, nếu cái người đã thọ Bồ Tát giới, để nhắc lại Bồ Tát giới cho người đã biết, để nhớ. Rồi phải quy y Phật cho hương linh, rồi sám hối cho hương linh đó, rồi tụng kinh siêu độ cho hương linh. Đó là một cái nghi thức mà đúng theo tinh thần của Phật giáo. Cái này là thầy nói thêm. Nhưng mà trở lại vấn đề của con hỏi đó, là chúng ta đem toàn bộ cái tiền mà người ta phúng viếng cho đám tang, mình làm từ thiện như là trai tăng, bố thí, cúng dường, phóng sanh, giúp đỡ người nghèo, xây nhà, xây cầu, rồi tất cả công đức bằng như nhau. Và làm như vậy mình không thiếu nợ ai hết nha. Rồi, cảm ơn con. Và xin mời một câu hỏi khác. Chúng ta còn 10 phút nữa. Và mời bên đây. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hỏi nhờ thầy giải đáp cho con cái việc này mà chúng con cũng băn khoăn từ trước đến nay. Thì chúng con là những người Phật tử, chứ cũng chỉ có ăn chay tháng, ăn chay kỳ, chứ cũng chưa ăn chay trường được. Thế chúng con có đi phóng sinh. Thế nhưng mà có người lại cho rằng là thế các vị đi phóng sinh như vậy, về các vị ăn cá thì cũng hòa cả làng, thì các vị đi làm cái gì? Thì chúng con cứ băn khoăn là không biết thế nào. Tại vì chúng con là vẫn còn ăn cá, vẫn còn ăn thịt, cho nên là đi phóng sinh mọi người nói như vậy chúng con không biết thế nào. Thế cho nên là chúng con bạch với thầy, nhờ thầy giải đáp cho để chúng con thông ạ. Cảm ơn. Có một câu hỏi rất là hay. Phóng sinh là làm gì? Mục đích là để làm gì? Phóng sinh tức là đem tới sự sống an lành cho loài khác, với một mục đích, đó là không gây đau khổ cho loài khác. Phóng sinh là một hình thức để nuôi lớn tâm từ bi của chúng ta. Thì khi phóng sinh, người ta sẽ liên tưởng với vấn đề ăn chay, nó sẽ có liên kết với nhau. Nhưng mà trong bối cảnh chúng ta chưa thể ăn trường chay được, chẳng lẽ vì lý do đó rồi chúng ta bỏ đi phóng sinh, phải không? Khi chúng ta chưa thể làm được 10 việc thì chúng ta làm 5 việc vẫn tốt hơn là không làm việc nào. Nghe người ta nói như thế thì thôi chắc là khỏi phóng sinh. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng đã phóng sinh cá thì hạn chế ăn cá, hạn chế ha, hạn chế tới lúc nào chúng ta không ăn nữa thì càng tốt, để biểu thị rằng chúng ta tôn trọng sự sống của loài khác. Cũng có nghĩa rằng chúng ta đang tôn trọng một Đức Phật ở tương lai. Bởi vì Đức Phật dạy rằng một chúng sanh là một vị Phật sẽ thành trong tương lai. Cho nên chúng ta không ăn thịt chúng sanh là chúng ta tôn trọng một vị Phật tương lai. Chúng ta phóng sinh là chúng ta tạo thêm sự sống cho một loài chúng sanh, hay là chúng ta đang nối tiếp cho một vị Phật ở tương lai có sự sống? Hai cái đó về mặt từ bi nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà trong bối cảnh chúng ta chưa thể trường trai, vì hoàn cảnh gia đình chúng ta chưa thể thực hiện được, thì chúng ta cũng không vì lý do đó mà chúng ta bỏ đi những cái thiện nghiệp phóng sinh của mình ha. Nhưng mà cố gắng hãy mà phóng sinh thì phải tập ăn chay thêm. Cái thứ hai nữa về vấn đề ăn chay, thực ra là để nuôi lớn lòng từ bi, để trưởng dưỡng Phật tánh của mình, để tôn trọng cái tính bình đẳng của tất cả các loài chúng sinh. Như thế để biểu thị rằng chúng ta luôn tôn kính Phật, luôn tôn trọng Phật. Khi Phật ở trong mỗi chúng sinh là Phật sẽ thành, Phật ở trong ta cũng là Phật sẽ thành. Chúng ta biểu thị cái tâm như thế, cho nên chúng ta mới ăn chay, chúng ta mới phát khởi tâm từ ái. Thì chúng ta phóng sinh là một cách để chúng ta hạn chế bớt đi cái sự sát sinh, hại vật, và tăng trưởng thêm tâm từ bi của mình. Thì phải phối hợp cho nó nhiều, càng làm nhiều thì càng tốt. Hãy càng làm thì chúng ta càng có công đức. Còn hoàn cảnh chúng ta chưa thể làm được 10 phần thì chúng ta làm 5-7 phần, thì cái đó cũng quý nha. Chứ không phải vì lý do mà chưa ăn chay trường mà chúng ta bỏ luôn, là cái đó tội nghiệp lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con chào Thầy. Con tên là Nguyễn Thiện Ly, pháp danh Dư Thượng. Dạ con hỏi Thầy là gần đây con có phát tâm xuất gia, mà con hỏi Thầy là ví dụ như mình xuất gia có gọi là bất hiếu không ạ? Thầy với mấy thầy ở đây bất hiếu hết ráo rồi. Hỏi như thế chẳng khác nào mắng thầy bất hiếu hả con? Thực ra con có uẩn khúc gì? Hình như ba mẹ con chưa đồng ý đúng không? Dạ, ba mẹ con có đồng ý rồi, nhưng mà đôi lúc mình cũng buồn. Ủa xuất gia, con muốn xuất gia, ba mẹ con đồng ý, trời hậu phương tiền tiến đều có hết rồi, còn cái gì mà buồn? Buồn cái gì? Tức là không nỡ xa ba mẹ đúng không? Dạ không phải. Nói chung là khi mà con phát tâm xuất gia thì mọi người cũng ngăn cản dữ lắm, nhưng mà nói chung con biết mọi người thương nên là con vẫn giữ lòng. Giữ lòng là cái gì? Giữ lòng xuất gia. Tóm là thầy không hiểu con muốn hỏi cái gì. Thôi thì trả lời cái câu hỏi đầu tiên của con là xuất gia có bất hiếu hay không nha. Xuất gia tuy rằng không có bên cạnh cha mẹ để chăm sóc, cơm dâng nước rót, không có làm ra tiền bạc để trực tiếp nuôi cha mẹ, nhưng mà chúng ta làm cho cha mẹ được yên tâm về mình. Những người làm cha mẹ thấy không, con cái nó làm ra tiền nó nuôi mình, nhưng mà có khi nó làm những cái chuyện trái can thường đạo lý, nó là kẻ thứ ba can thiệp vào nhà người khác, rồi nó đem tiền đó về nó cung cấp mình yên tâm không? Mình hạnh phúc không? Rồi con của mình nó làm những cái nghề bất chính, nó là những kẻ bất lương, tạo ra những đồng tiền không sạch đem về chăm sóc mình, nuôi mình có yên tâm không? Cho nên tuy rằng người xuất gia không trực tiếp làm ra tiền của để nuôi cha mẹ, nhưng mà có thể giúp cho cha mẹ có thể yên lòng, hiểu được Phật Pháp, tin nhân quả, để cha mẹ có thể cứu giúp được cha mẹ thoát khỏi trầm luân vĩnh kiếp. Cho nên xuất gia không gọi là bất hiếu mà còn có thể gọi là đại hiếu. Vì mình có thể nuôi cha mẹ tối đa một đời, trăm năm có là bao trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng rồi cha mẹ vẫn tiếp tục trong cái vòng sanh tử tử như vậy, chịu biết bao nhiêu đau khổ, tang thương nữa. Cho nên cái hiếu đó chưa gọi là hiếu lớn, chỉ gọi là hiếu dưỡng thôi. Tức là phụng dưỡng cha mẹ để đền đáp cái ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng nếu chúng ta giúp cho cha mẹ mà hiểu rõ được Phật Pháp, tin sâu Phật Pháp, sợ nhân quả, hiểu nhân quả, cha mẹ tu tập giải thoát, thì cái đó gọi là hiếu lớn. Nhưng mà Đức Phật có khai cho một cái phép rất là nhân văn, đó là một thầy tỳ kheo được khất thực nuôi cha mẹ. Hay nói khác hơn, tức là người xuất gia được nuôi cha mẹ, được phụng dưỡng cha mẹ, Cho nên con không có lo cái chuyện bất hiếu. Bây giờ cha mẹ con đồng ý rồi, con cứ đi xuất gia tu tập. Một ngày nào đó con thành tựu rồi, con có thể xin cho cha mẹ con được ở cùng với con ở trong chùa, để con chăm sóc cha mẹ con lo cho cha mẹ con vẫn được. Với điều kiện cha mẹ con phải dễ thương, chứ chừng vô đó làm bà chủ chùa cái chết à. Cái này thầy có gặp á, thầy có gặp bà má của ông trụ trì á, dữ dằn ghê gớm lắm. Vô chùa không có, ông trụ trì hiền, vô cùng hiền. Bạn thầy với ai? Ông bạn thầy tới chùa thầy nghe miệng bả bô lô ba la từ lầu ba nói vọng xuống vậy đó. Ông thầy trụ trì rất là tội nghiệp. Xin lỗi thầy, bà mẹ bà đẻ ra mình cho nên mình không dám làm bà buồn. Mình góp ý nhẹ nhẹ thôi chứ mình không có dám nói lớn tiếng nặng lời, mà bà có cái tánh đó. Bà hay hách dịch lắm, bà hay quát nạt người khác lắm. Tại vì sao? Ta là má trụ trì mà. Ghê gớm không? Thầy nói không sao, tôi hiểu mà. Được rồi, để đó tôi xử bà. Đúng vậy, thầy xử bà được không? Được hết. Thầy giảng xong thầy xuống, cái đầu cái người ta vô chụp hình, bà dẹt dán ra để tao chụp hình trước. Thầy nói bà đứng yên đó, bà là má trụ trì ít nhất bà phải biết nhường người ta để người ta thương bà. Bà đẻ ra một đứa con xuất gia thì bà cũng phải có hảo tâm xuất gia, dù hoàn cảnh già quá không xuất gia được hoặc là thế nào đó chưa xuất gia, nhưng ít nhất cũng có cái lòng tương xứng với lại một đứa con xuất gia của mình. Như vậy người ta mới thương đạo, người ta mới thương chùa, người ta mới thương Phật, người ta mới thương con bà. Bà làm trời làm đất, xin lỗi bà, người ta không đi tới chùa, bà cũng đối chứ bà đừng có nói bà làm má trụ trì, bà làm trời làm đất. Quý vị biết không, thầy lên giọng xuống giọng, thầy quơ tay quơ chân điệu bộ, không biết sao bà nín thinh. Xong nó ra, mọi người ra hết rồi, thầy thỏa thể với bà, thầy nói hồi nãy bác có giận thầy không? Không dám. Nghe cái hơi là biết giận rồi. Không dám. Con đâu có dám, hồi nãy xưng tôi giờ xưng con nha. Con đâu có dám. Bác biết không, hồi nãy thầy nói như vậy là vì sao? Là vì để bảo vệ bác đó, vì bảo vệ con của bác, vì bảo vệ ngôi chùa này đó. Chứ người ta chướng con mắt, người ta không thích đâu. Người ta không thích đâu, cho nên thầy phải ép bác một chút. Bây giờ là thầy nói cho bác nghe, thầy cũng đi tu, con của bác cũng đi tu, nhưng mà thầy không có một cái người mẹ để thầy nuôi nữa, vì mẹ thầy mất rồi, má thầy chết rồi. Thầy cũng ngưỡng mộ lắm, thầy muốn chăm sóc lắm. Cho nên bác hãy sống nhẹ nhàng, sống ngọt ngào, sống thật từ ái, để con của bác có thêm thời gian để chăm sóc cho bác. Chứ bây giờ đó bác làm quá đó, thầy trụ trì thầy cũng không vui đó. Thầy không vui đó, thầy nói thôi má về nhà đi, má đừng ở đây nữa, má ở đây con khổ lắm. Như vậy thầy mất đi cái cơ hội được chăm sóc, được phụng dưỡng mẹ già, mất đi cơ hội đó cũng tội nghiệp thầy. Cho nên để cho con của bác được trọn vẹn cái tâm niệm phụng dưỡng cha mẹ già, bác hiền lại một chút, bác dễ thương một chút. Như vậy mới ra cái dáng bà mẹ của ông trụ trì, đẻ ra một đứa con có đạo đức, rằng mình cũng là một người phụ nữ đạo đức, một bà mẹ vĩ đại. Chứ ai mà như bà chằn với con, cái nhìn cả 10 cái móng tay đỏ chét. 78 tuổi nghe móng tay đỏ chét, 10 ngón tay đeo 8 chiếc nhẫn. Thầy hỏi thiệt bà, tiền ở đâu bà đeo nhẫn này? Có phải tiền thầy trụ trì cho bà uống thuốc bà để dành không? Cho bà ăn bánh bà để dành bà đeo không? Thầy thương bà, thầy cho 3 đồng 4 cắc. Bà đeo vàng, người ta nói thầy trụ trì đó, người ta nói đó, người ta nói lòn tiền để cho mẹ sắm vàng đeo đó. Bà đeo bà có đẹp hơn không? Răng bà rụng hết, toàn là răng giả không? Bắt đầu thầy xỉa xói tiếp, quý vị biết không? Răng toàn răng giả không? Đó. Thì cuộc đời này có cái gì thiệt đâu, mà bà đeo vàng để làm cái gì? Bà phải giữ cái đạo đức của mình để nét đẹp tâm hồn nó lan tỏa ra, cho mọi người tin rằng một bà mẹ đạo đức sẽ sanh ra những đứa con đạo đức làm trụ trì tốt. Người ta sẽ thương con bà suốt cuộc đời này, mà người ta thầm mang ơn người mẹ đẻ ra một đứa con trở thành một vị sư phụ tốt. Bà đồng ý không? Cuối cùng bà chịu đó quý vị. Ông thầy đó, ông cảm ơn thầy quá trời quá đất mà chẳng thấy đồng xu cắt bạc nào. Ủa mà vụ gì mà nói quá vụ này vậy? À, đang nói vụ xuất gia, đúng rồi. Mình hảo tâm xuất gia, mình tu tập tốt, sau đó mình có thể mình xin phép thầy trụ trì khi mình còn là đệ tử là cho cha mẹ mình vô chùa làm công quả tập tu, rồi mình sẽ phụng dưỡng cha mẹ mình. Thầy trụ trì sẽ cho với điều kiện là mình phải làm công tác tư tưởng đối với cha mẹ của mình nghe con, để cha mẹ của mình là một người Phật tử tốt. Nhưng mà trường hợp này hiếm lắm đó, chứ thường là mấy bà mẹ vô làm trời, làm đất nó, huống chi là mình đi trụ trì, đem bà mẹ vô bả làm mẹ trụ trì đó thôi là nghe, cuộc đời này là mọi người là chịch cái là bả nhai cho tan xác. Xin lỗi quý vị là những người nào có câu hỏi thắc mắc thì chắc xin phép để lần sau, vì hết giờ rồi. Bây giờ xin mời quý vị ngồi giữa chân nghỉ giải lao 10 phút để sắp xếp chuẩn bị chúng ta có thời khóa tụng kinh chiều.